Sáng nay tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam. Có khoảng 150 bức ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có những tài liệu và hiện vật về Hiệp định Genève lần đầu tiên được trưng bày giới thiệu đến với công chúng. Triển lãm tái hiện quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Genève, qua đó giúp đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn tầm vóc và ý nghĩa của Hiệp định Geneva, cảm nhận trực quan sinh động hơn về ý chí quật cường của dân tộc ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như bản lĩnh và bản sắc độc đáo, đặc sắc của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là dịp để lan tỏa sâu rộng hơn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự tri ân sâu sắc và biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các thế hệ đi trước. Trong đó có nhà cách mạng Lão Thành tham gia đàm phán, ký kết Hiệp định Geneva, đã cống hiến trọn đời cho hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Triển lãm và cuốn sách ảnh cũng một lần nữa khẳng định với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.